Hello, kính chào quý vị, xin chào các anh em. Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều các mạng lưới mà địa chỉ gửi nhận đều bắt đầu bằng số 0. Vì vậy, cũng có rất nhiều người quý vị gửi nhầm địa chỉ từ mạng lưới này sang một cái mạng lưới khác. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để lấy lại coin token khi quý vị gửi nhầm từ cái mạng lưới HECO sang một cái mạng lưới ERC20. Thì đây là hai cái mạng lưới, nó đều bắt đầu bằng số 0. Thì nó có một số trường hợp xảy ra, cũng như là có một số cách để quý vị có thể lấy lại được coin token mà quý vị gửi nhầm. Trường hợp thứ nhất, khi quý vị gửi HT mà quý vị đang sử dụng mạng lưới HECO từ trên sàn Huobi để quý vị mua bán các token DeFi về cái ví Huobi Wallet, nhưng quý vị lại chọn nhầm và quý vị gửi nhầm sang cái mạng lưới là ERC20. Rồi, vậy thì ở đây có một cách là quý vị hãy vào cái ví, quý vị vào cái ví Huobi Wallet này, quý vị hãy lấy cái private key để quý vị đồng bộ sang cái mạng lưới ERC20. Quý vị chọn wallet, rồi chọn tiếp vào cái biểu tượng ví ở phía bên trên. Quý vị chọn vào cái biểu tượng 3 gạch ngang. Ở đây tôi đang sử dụng cái ví test. Rồi, quý vị chọn vào cái dòng cuối cùng. Thì ở đây nó có một số mạng lưới. Quý vị chọn vào cái mạng lưới là ETH mà quý vị vừa gửi nhầm từ cái HECO sang ERC20. Ok, chọn đồng bộ này. Rồi, quý vị chọn vào cái biểu tượng ETH. Thì ở đây quý vị sẽ thấy rằng cái địa chỉ ví bên ETH này nó cũng trùng khớp với cái địa chỉ ví bên cái mạng lưới HECO. Trong trường hợp quý vị gửi nhầm HT từ sàn huobi.com, quý vị sử dụng mạng lưới HECO nhưng quý vị lại chọn nhầm là cái mạng lưới ERC20 này, đó, thì quý vị phải chuyển ngược lại, tức là quý vị phải rút HT, quý vị rút HT từ cái ví này trở lại sàn Huobi, thì quý vị lại phải gửi cái ETH vào đây để làm phí mạng, đó. Ở đây tôi sẽ back lại. Bởi vì mạng lưới ERC20 phí họ tính bằng ETH, còn cái mạng lưới HECO phí là HT. Đó, thì quý vị muốn rút được cái HT trên cái ví này mà nó đang chạy trên cái mạng lưới ERC20, quý vị bắt buộc phải chuyển ETH vào đây để làm phí giao dịch, thì quý vị mới có thể rút HT từ đây trở lại cái ví, trở lại cái sàn Huobi. Đó, sau đó quý vị mới có thể chuyển HT theo cái mạng lưới HECO ngược lại cái ví này và quý vị có thể mua bán các token DeFi. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Nó còn có một cái trường hợp thứ hai, nhưng cái trường hợp này thì cũng ít người gặp phải thôi. Đó là quý vị đang sử dụng cái mạng lưới ERC20 nhưng quý vị lại chọn nhầm sang cái mạng lưới HECO.
thì quý vị cũng thao tác và làm tương tự y như cái bước trước. Nhưng nó có một điều khác là quý vị phải gửi HT để làm phí mạng. Thì quý vị chuyển HT vào thì quý vị mới có thể rút được cái coin token nó chạy trên cái network Echo trở lại. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.